Hoan hỉ, chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 12 âm lịch thì sẽ giúp cho quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của quý vị trong tháng 12 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, tốt xấu ra làm sao. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết được cách phát huy những điều tốt, hạn chế điều xấu. Và hơn thế nữa, bạn có thể xem tử vi trong tháng 12 âm lịch này cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 của mình. Qua nội dung mà Phong thủy Gia Cát chia sẻ thì trong tháng 12 âm lịch này, chúng tôi được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, thông qua việc xem tử vi, chúng ta có thể nắm bắt được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch. Và đồng thời, đặc biệt quan trọng đó là thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị những phương án hóa giải vô cùng hiệu quả về vận hạn, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và tài lộc. Qua đó thì giúp cho quý vị có được một cuộc sống tốt hơn, không còn bị những thị phi tai ách do vận hạn của tháng 12 âm lịch mang lại. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Kỷ Hợi, sinh năm 1959 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo và luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi họ tỏ ra lạnh lùng. Tháng 12 âm lịch tuổi Kỷ Hợi, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, dễ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ hoặc lòng người cháo trở không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên vẫn có thời điểm đương số giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. Trong tháng, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi. Kỷ âm thổ gặp tân âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi nếu có cơ hội thì nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với tuổi Kỷ Hợi, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc là sắp nghỉ hưu vì sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn làm việc thì chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng cuộc sống của mình. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với gia chủ Kỷ Hợi vẫn đi làm, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tốn hao nhiều công sức hơn và thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa gây ảnh hưởng tới công việc, vừa khiến cho uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc đương số khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng, khiến cho kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách quấy phá và hãm hại. Tuy nhiên, trong cái hại lại có cái may. Khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Kỷ Hợi nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại giá trị phong thủy tốt nhất cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu,
họa phá tài đang ập đến, tuổi Kỷ Hợi xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao nhiêu, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau lại hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất và thậm chí là do bị phạt hay là tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm cho dịp cuối năm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm và lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Kỷ Hợi, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc mà không có thời gian. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cũng cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt hơn, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Dù là nam mệnh hay là nữ mệnh đều dễ lâm vào những tình huống chéo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc và nóng nảy của bản thân. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, tinh tế và trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không gia đạo khó bề yên ấm. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi.
cho tuổi sinh năm 1959 trong tháng 12 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết rằng là mình phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh nhé. Xin mến chào.